Từ đại chúng trong này có một câu hỏi kính thưa thầy. Ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là gì vậy ạ? Thưa đại chúng, trong kinh thường hay dùng đến giáo pháp của Đức Phật được chia ra làm ba thời kỳ. Chúng ta có thể tạm gọi là thời kỳ cực thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ đến cái lúc nó hơi yếu kém. Thì cái từ chúng ta thường gọi trong kinh điển gọi là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Theo chư tổ định nghĩa đó, chánh pháp là cái thời kỳ gọi là thiền định kiên cố. Bởi vì sao? Bởi vì ngay thời điểm đó Đức Phật còn đang có mặt. Và bất cứ những gì chúng ta thắc mắc, chúng ta đến gặp Phật, chúng ta trình bày và chúng ta được giải quyết, chúng ta được giải tỏa ngay, bởi vì Đức Phật đang có mặt. Thứ hai là cái thời kỳ mà con người, những cái vật chất xung quanh nó không có quá sung mãn, cho nên con người mình dễ quy nộp vào cái chuyện tu tập hơn. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ, nếu như trường hợp mình giữ những khóa tu mà mình không về chùa thì cái sự siêng năng cần mẫn và chuyên nhất của mình là yếu lắm. Tại mình ở nhà là có tivi, rồi tự do ngủ nghỉ, bắt phone. Thì cho nên chúng ta vẫn có thể tổ chức một khóa tu cho chính mình, nhưng mà cái sự miên mật nó không bằng. Cho nên thời kỳ chánh pháp được gọi là thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người sống bằng thiền định, không có bị chi phối nhiều bởi những cái thứ khác. Và lúc đó Đức Phật còn tại thế, cho nên chư tăng quy tụ về tu tập dưới sự lãnh đạo của Ngài, cho nên không có bị bất cứ một cái vấn đề khó khăn nào xảy ra. Và có Đức Phật, Đức Phật có thể giảng giải cũng như là ngăn ngừa, chỉ dẫn một cách rất tận tình, nghiêm khắc, cho nên mọi người đều ở trong cái miên mật tu tập đó mà không có bị sao lãng. Qua đến thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tượng pháp, thì chư tổ định nghĩa là chùa tháp kiên cố. Hồi xưa thì thiền định kiên cố. Vậy tại sao gọi là tượng pháp? Tượng pháp nghĩa là bây giờ nó na ná, nó tương tự, nhìn nó giống giống nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Cho nên nhiều khi ở trong một cái hoàn cảnh, tượng pháp nghĩa là lúc đó con người bắt đầu ra xây dựng, tạo dựng nhiều hơn. Thì khi mà lo tạo dựng thì cái phần nội công tu tập nó có phần kém. Cái đó là một sự thật. Khi giống như mình thôi, khi mà mình lo làm ăn, đi kiếm tiền nhiều quá thì việc gia đình mình không thể chăm sóc một cách trọn vẹn được. Cái đó là một cái trường hợp gọi là tượng pháp, tức là nhìn thì có vẻ như là giống nhưng mà nó không phải vậy. Cũng giống như có nhiều người, người ta không phải là người tu nhưng mà người ta giả là người tu để người ta đi buôn bán, hoặc là người ta đi khất thực, người ta xin ăn, mà thỉnh thoảng mình cũng nghe vậy đó. Cho nên thường thường đó là cái thời kỳ tượng pháp là thời kỳ qua rồi. Hiện tại các vị thường nói chúng ta đang ở trong thời kỳ gọi là mạt pháp. Mạt pháp là gì? Nghĩa là thời kỳ cuối. Chữ mạt là cuối. Thời kỳ cuối này thì sao đây? Cái sự cám dỗ, cái sự lôi kéo nó rất mạnh và nó rất cần cái sự nỗ lực của chúng ta. Chứ còn pháp của Phật là không có mạt. Lời Phật dạy là chân lý, không thể nào nó bị một cái tì vết gì được. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang ở cái thời kỳ cuối, cái thời kỳ mà nó bị yếu kém, cho nên cái sự kiên nhất của mình nó rất ít. Và thậm chí có nhiều người còn nói thời này thời mạt pháp, pháp của Phật bị mạt, cho nên là rất nhiều những ám chướng, những cái khó khăn. Tuy nhiên chư tổ cũng dặn, nếu như mỗi người chúng ta còn cố gắng giữ được năm việc, mạt pháp không đến nỗi đâu. Ví dụ, chúng ta còn kính trọng pháp, chúng ta còn tùy thuận pháp. Kính trọng pháp là sao? Nghĩa là chúng ta còn siêng năng nghe pháp, còn siêng năng cầu học giáo pháp,
thì sự hiểu biết của chánh pháp của mình nó không có bị sao lãng, không có bị lệch lạc, thì chánh pháp vẫn còn đó. Mặc dù mình đang ở trong cái thời kỳ thôi, chứ mình đâu có bị ảnh hưởng. Cũng giống như mình nói là mình ra nước ngoài, mình ở một cái đời sống vật chất sang trọng, nhưng mình cũng đâu có bị ảnh hưởng lôi kéo 100% đâu. Ngày lễ mình vẫn còn mặc chiếc áo dài đi chùa mà. Gia đình mình vẫn còn có bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Mình vẫn còn nấu ăn và mình còn dẫn dạy con mình theo cái phong cách của Việt Nam là gặp người lớn phải chào hỏi. Đám cưới con của mình dù nó làm kiểu Mỹ, kiểu Tây, nhưng vẫn có cái lễ gọi là kính bái ông bà, ít nhất cũng là cái lễ đó. Nếu không có lễ rước dâu, bưng mâm, bưng quả như xưa, nhưng mà chắc chắn thế nào mình cũng phải dặn con cái, tụi con làm gì làm rồi cái ngày đó các con về thắp hương cho ông bà tổ tiên, để hướng dẫn cho các con mình biết một cái nghi lễ căn bản nhất, đơn giản mà rất quan trọng, đó là lễ ra mắt ông bà. Để mình vẫn giữ được cái đó, nghĩa là mình vẫn còn kính trọng cái pháp và mình làm theo cái pháp đó. Cho nên là kính trọng pháp, tùy thuận pháp. Thưa đại chúng, mặc dù cái bản chất của Phật giáo là phải hành trì, nhưng nếu chúng ta không học thì chúng ta làm sao biết cái gì để hành trì. Giống như người rất thích nấu ăn mà không chịu học nấu ăn thì biết làm sao nấu. Nấu nó không ra món mà nó sẽ phí tổn thức ăn mà nấu không ra món. Còn nếu chúng ta muốn nấu ăn thì chúng ta phải học phương pháp nấu ăn. Nấu như thế nào vừa giản tiện, đơn giản, bổ dưỡng mà không phung phí, vân vân. Cho nên điều thứ nhất chúng ta cần có là kính trọng pháp, tùy thuận pháp. Thứ hai, kính trọng đạo sư, tùy thuận đạo sư. Mình kính các bậc thầy lãnh đạo hướng dẫn và mình sẽ đi theo cái tinh thần hướng dẫn đó, chúng ta không có chống trái với nhau. Ví dụ như gia đình nào mà còn nghe lời cha mẹ, gia đình đó không đến nỗi. Con cái còn biết tuân lời cha mẹ dạy dỗ, nhắc nhở, không có cãi lại mà biết thương kính cha mẹ, thì gia đình đó vẫn còn một chí tí gì đó, nghĩa là cái hương vị gốc rễ của Việt Nam. Phải không? Cho nên ngày nào mình còn tùy thuận pháp, kính trọng pháp, kính trọng đạo sư, tùy thuận đạo sư. Thứ ba là chúng ta kính trọng tăng, tùy thuận tăng. Vậy thì hồi trước đó là thầy của mình, vị hướng dẫn cho mình. Còn kế đến là gì? Là một đoàn thể. Một đoàn thể 4 người trở lên thì gọi là tăng. Nhưng mà tăng ở đây là nói đến các vị xuất gia. 4 vị tỳ kheo trở lên là một đoàn thể của tăng. Ví dụ cuối tuần này thầy Tịnh Mãn một mình thầy lên làm lễ quy y truyền giới cho quý vị, hay là một mình Pháp Hòa lên làm lễ quy y cho quý vị. Thầy Pháp Hòa, thầy Tịnh Mãn cũng chỉ là người đại diện cho chư tăng, hướng dẫn các vị để cho các vị bắt đầu một con đường tu tập trở thành một Phật tử thôi. Nhưng mà quý vị vẫn kính trọng chư tăng trong 10 phương này, dù là chư tăng người Thái, người Lào, người Đức, bất cứ, chúng ta đều kính trọng, bởi vì đó là đoàn thể của những người xuất gia học Phật, chứ không phải riêng cá nhân một vị. Một vị không thể gọi là tăng, mà là một thành phần thôi. Tại vì tăng phải là 4 tỳ kheo trở lên. Cho nên trong một cái hội, một cái yết ma, phải đủ 4 thầy tỳ kheo trở lên mới có thể có một buổi họp quyết định được, biểu quyết được. Yết ma là một phương pháp biểu quyết của Phật giáo. Cho nên ngày nào chúng ta còn kính trọng tăng, nghĩa là chúng ta còn kính trọng đoàn thể, chứ chúng ta không từ giã đoàn thể. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, nếu trong cuộc sống của chúng ta một cái gia đình mà nó không có ra gia đình, không bao giờ ngồi lại với nhau, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn, thì cái gia đình đó còn gọi là một gia đình không? Đoàn thể tăng cũng vậy. Nếu một đoàn thể này sống không hòa hợp, không thanh tịnh, và thậm chí chúng ta không còn biết kính trọng tăng, thì làm sao đủ ngôi Tam Bảo, và là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Cho nên người Phật tử kính trọng pháp,
tùy thuận pháp, kính trọng đạo sư, tùy thuận đạo sư, kính trọng tăng, tùy thuận tăng, và kính trọng giới, tùy thuận giới. Đoàn thể này hưng thịnh hay không là do gia đình, do mỗi người có biết giữ gìn những cái giới pháp mà chúng ta đã thọ không. Thí dụ quý vị thấy đặc biệt đó, trong Phật giáo đó, cư sĩ tại gia có những giới pháp cho cư sĩ tại gia, người xuất gia mới vào đạo có giới pháp cho người xuất gia mới vào đạo, dần đến rồi thọ giới tỳ kheo. Như vậy đời sống của một người tu của Phật giáo nói chung là từ người tại gia cho đến người xuất gia, để bảo đảm được cái đời sống chuẩn mực đó, để bảo đảm đời sống đạo đức đó, không có một người nào mà không giữ giới. Thí dụ bây giờ mình tất cả đệ tử Phật phải giữ cái giới thứ hai là không trộm cắp, phải giữ cái giới thứ nhất căn bản là không sát sinh, giữ cái giới thứ tư là không lường gạt dối trá, giữ giới thứ ba là không tà hạnh, hay là không có được quan hệ nam nữ. Như vậy thì bốn cái giới quan trọng nhất đó là sát, đạo, dâm vọng, sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối. Thì tất cả đệ tử dù xuất gia tại gia lấy bốn giới này làm bốn cái nền tảng giới căn bản quan trọng thiết yếu, thì đoàn thể này không có bị yếu ớt, và mỗi người đều tùy thuận giới. Và tại sao gọi là tùy thuận? Mình học giới mình kính trọng rồi, nhưng kính trọng mà mình phải làm theo, chứ không phải kính trọng giống như mình thọ giới vậy đó, quy y xong thầy hỏi đó là giới thứ nhất quý vị có giữ được không, dạ giữ được, xong rồi nhận cái giới điệp về rất là trang trọng, lộng vô cái khung rồi treo trên tường để biết mình là một Phật tử đã quy y, nhưng hoàn toàn không học cái gì của những cái điều đó dạy dỗ hết, thì làm sao hưng thịnh được. Giống như con mình vậy thôi, trong một gia đình mà nó cứ đi vô trường không mà nó không học cái gì hết trơn á, rồi làm sao nó lên lớp, làm sao nó ra, nó có bằng cấp, nó ra trường, nó đi học. Cho nên người đệ tử, đặc biệt một đệ tử của nhà Phật là phải có đạo đức. Đạo đức tức là giới đó, giới được dịch nghĩa là đạo đức, thì phải kính trọng đạo đức và tùy thuận mỗi cái giới chúng ta thọ. Cho nên chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó. Anh giữ được giới nào, anh an lạc được giới đó, anh thảnh thơi được giới đó. Cho nên giới, nghĩa thứ nhất, một trong những nghĩa đó là biệt giải thoát. Nghĩa thứ hai của chữ giới là phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái lỗi, chỉ là dừng, ác là cái tội. Mình thọ giới để gì? Mình phòng ngừa những cái lỗi nhỏ để xa tránh những cái tội lỗi nặng. Ví dụ như nói tại sao không uống rượu? Vì rượu nó sẽ làm cho mình say. Mà say rồi thì sao? Có thể mình làm những điều sai quấy lỗi lầm. Ví dụ như là mình tông xe, lái xe mình tông người ta. Vừa rồi Pháp Hòa biết có một Phật tử buổi sáng đi tập thể thao, thể dục sao trong cái khu vực, bị một cái người đó tông. Tông xong bỏ chạy, rồi cô nằm bên đường máu ra, đang trong rất là thời kỳ nguy hiểm. Không ai biết hết, tới tờ mời sáng ra mới phát hiện, thì chở vô bệnh viện là máu trên đầu ra rất nhiều, tông rất là nặng. Do một cái người đó họ lái xe không cẩn thận, có thể là uống rượu. Và trong cái xã hội mình đọc báo mình thấy hoài, và trên những bảng đi đường người ta cũng ghi hoài. Cho nên đó là mình nói một cái chuyện nhỏ, một cái chuyện là tông xe, chứ chưa nói những cái lỗi lầm khác nữa. Cho nên rượu á, nó làm cho mình say, và chính cái say đó nó làm cho mình tạo cái tội. Cho nên gọi là phòng phi chỉ ác. Như một người nghiện cờ bạc thì bắt đầu mới đầu là xài tiền của mình, bắt đầu tiền của người thân, rồi mượn tiền, rồi các ăn cắp tiền, vân vân, bắt đầu đi tới cái con đường tội lỗi. Cho nên trong một trong những cái giữ được đạo Phật lâu bền hay không, đó là do mỗi thành viên, mỗi một người đệ tử biết giữ những cái đạo đức căn bản, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh,
không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là mình nói năm cái giới căn bản đó. Rồi nếu mà chi tiết nữa ở cái giới miệng, không đâm thọc, nói tới nói lui hai bên xích mích, không chửi rủa mắng nhiếc, không nói những lời vô ích và không dối trá, miệng không làm bốn việc, ý không làm ba việc, đó là tham sân si. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn giữ được những cái điều này ở một cái mức độ nào thì nhất định đạo giáo đó, tinh thần đó hiếm có bị những cái sai lệch được. Cho nên đó, mình không cần phải làm gì khác hơn, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu tập. Cho nên nhiều khi mình mới hỏi bây giờ mình muốn làm sao chấn chỉnh, không cần làm gì hết, mỗi người lo tu, lo đầu tư cái chuyện tu học của mình. Mình là Phật tử, nghe Pháp, học Pháp, hành Pháp. Còn những chuyện gì không nó ngoài lề, không phải chuyện của mình, giảm bàn, giảm nói, để chúng ta không mất thời gian và không có cái lỗi là không biết mà cứ nói bừa. Mà chúng ta hay bị cái lỗi là không biết mà cứ bàn luận, rồi trở thành ra những câu chuyện mà nó hoàn toàn vô ích, không có lợi ích gì cho mình. Mà trong trong thời gian mình, sức khỏe mình, tâm tư mình nó cũng chừng mực lắm. Rồi cái cuối cùng là gì? Kính trọng thiền định, tùy thuận thiền định. Thiền là gì? Thiền là khả năng trở về sống tĩnh lặng. Thiền là khả năng trở về sống tĩnh lặng. Bây giờ mình ngồi thiền không được tụng kinh, mà tụng kinh tức là giờ mình trở về sống tĩnh lặng với lời kinh tiếng kệ. Niệm Phật là giờ phút mình trở về sống với câu niệm Phật, vì mình mượn những cái pháp đó để định cái tâm của mình. Tâm mình nó khó định quá, bây giờ mình phải có nhiều phương thức khác nhau. Người thì lễ Phật, người thì tụng kinh, người thì ngồi thiền, người thì niệm Phật, người thì trì chú. Miễn sao mỗi người chúng ta phải có ít nhất 30 phút mỗi ngày, hay 15, 20 phút mỗi ngày, để chúng ta định cái tâm của mình. Mình kính trọng, vì sao? Tâm mà không định là tâm loạn, mà tâm loạn thì thân loạn, khẩu loạn, vì cái tâm, cái gốc nó loạn. Mà chính nó loạn cho nên nó không thể nào nói, làm, có tư duy, có quán chiếu, có mang lại cái lợi ích thiết thực. Hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, mỗi khi Đức Phật nói Pháp, Đức Phật chuẩn bị nói cái chuyện gì là Đức Phật nhập định vào việc đó, chứ không phải nói khơi. Vì vậy thì cái câu mà Phật nhập định vô đó để làm gì? Để biết mình sắp sửa đối phương của mình là ai, và mình sẽ nói những gì để nó họ phù hợp với cái đó. Cho nên cái chuyện nhập định là cái chuyện mình tư duy chứ gì đâu. Mình tư duy cái việc mình sắp nói như thế nào. Thí dụ như Đức Phật, mình bây giờ mình sắp sửa sẽ khuyên con mình ráng lo học hành, thì mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ coi nói sao mà nó nghe nó dễ chịu, mà nó không có cảm giác như là mình đang ép uổng nó, tại vì tinh thần nó đang bị yếu. Cho nên mỗi việc làm chúng ta đều có cái nhập định hết. Vậy thì thời kỳ của chánh pháp, tượng pháp qua rồi. Bây giờ mình đang ở trong cái thời kỳ yếu ớt. Nhưng nếu không yếu, không đến nỗi yếu ớt, nếu chúng ta còn giữ được năm cái này: kính trọng pháp, tùy thuận pháp; kính trọng đạo sư, tùy thuận đạo sư; kính trọng tăng, tùy thuận tăng; kính trọng giới, tùy thuận giới; và kính trọng thiền định, tùy thuận thiền định. Đi làm về 10 giờ tối tu cũng được, 12 giờ khuya về tới nhà tu cũng được, 1 giờ sáng về tới nhà tu cũng được. Mà không thời giờ nào tu hết, tu trên xe, vừa lái xe vừa nghe pháp, vừa đọc kinh theo. Để làm chi? Mình không bao giờ sao lãng, không có sao lãng, mà mình biết được, mình có được cái phương thức tu tập là do gì, chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Câu hỏi thứ hai: Phật có ban phước cho chúng sanh được hay không? Nhưng tại sao mỗi lần xong thời kinh, các vị xuất sĩ và cư sĩ đều cầu để Đức Phật ban cho sự an lạc, hòa bình, tránh được tai qua nạn khỏi? Như vậy có trái ngược lời Phật không? Nếu như mà mình chỉ nghe theo cái thuận cái chiều đó đó, ở cái mặt văn tự đó, thì mình thấy giống như là có cái sự
không có tương xứng. Mình nói là nhân quả, ai ăn nấy chịu, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai làm nấy chịu. Vậy tại sao cầu Phật tai qua nạn khỏi? Vậy thì chỉ cầu này là gì? Cầu này là một sự nói lên cái tâm nguyện của mình, cái lòng ước muốn của mình. Con nguyện tai qua nạn khỏi. Mà muốn tai qua nạn khỏi thì phải trở về tu bằng cách là tụng thời kinh nè. Như vậy tụng thời kinh là anh đang tạo cái nhân để anh giảm bớt cái nghiệp của anh. Anh muốn tai qua nạn khỏi bằng cách nào? Bằng cái cách là chúng ta, sở dĩ chúng ta tai không qua nạn không khỏi là tại vì thân khẩu ý chưa được thuần. Giờ này mình tụng một thời kinh là thuần cái thân, thuần cái khẩu, thuần cái ý, thấm nhập lời Phật, đem lời kinh đó chuyển hóa những cái phiền muộn trong cuộc đời này, tự động tai nó qua, nạn nó khỏi. Như vậy có kết quả. Tại vì nhân quả nó không phải ở cái chiều xấu không, nó có cái chiều thiện nữa chứ. Nhờ mình có tu tập cho nên chuyện xui tai mình nó qua. Thí dụ như Pháp Hòa không có bác ai đi coi bói. Nên là đầu năm cuối năm người ta đi coi bói. Pháp Hòa nói coi thì cũng cứ coi, nếu thích thì cứ coi, nhưng mà coi xong làm gì? Cái quan trọng là coi rồi làm gì nữa. Nếu như coi mà người ta nói năm nay mình xui, rồi bắt đầu mình buông xui để chờ ngày xui nó tới. Cái này dở quá. Bây giờ mình nghe đi coi bói xong nó nói xui thì bắt đầu bây giờ làm sao hết xui đây? Ăn chay, niệm Phật, ai nói gì ráng nhịn. Thường thường thầy bói cũng dặn nhiều chuyện mà. Năm nay khẩu thiệt nghe không? Ai nói gì nói ráng nín nghe không? Sao bình thường không nín? Bình thường thầy chùa cũng giảng y như vậy mà không nín, mà thầy bói nói nghe liền. Mà phải trả tiền cho ông nói nữa. Còn thầy mình trong chùa, hằng ngày mình gặp thầy, thầy rỉ rả cho mình, thầy không có đòi tiền mà thầy nói mình không nghe. Cuối năm đầu năm đem tiền nhờ thầy bói nói mấy câu này cho tôi nghe. Vậy thì mình xui, nói xui. Nếu mình thả xui cuộc như vậy thì mình đi mua cái lo lắng. Ok, coi bói xong đi, nếu biết mình xui ráng về lo tu. Tâm lý thôi. Sở dĩ cái tai nạn của mình là gì? Không có gì qua hàng ngày đâu, thân miệng ý thôi. Bây giờ chỉnh cái thân, sửa cái miệng, chỉnh cái ý thì người ta đâu có kiếm chuyện với mình. Rồi bây giờ quý vị nghĩ kỹ coi, từ cái người thân ruột của mình cho đến những người xung quanh, hàng ngày chúng ta phiền muộn với nhau ở những cái gì? Toàn là lời ăn, tiếng nói, cách cư xử không chứ có gì đâu. Mà cái điều đó Phật đã dạy mình từ cái bài kinh căn bản. Từ lúc Đức Phật ra thuyết pháp cho đến cuối đời của Ngài, Ngài cũng đâu có nói gì khác hơn. Chỉ là những giáo lý chỉnh đốn tam nghiệp của chúng ta thôi. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật có ban, chữ ban đem cái là Phật búng cái hết xuôi. Mà Phật ban cái đạo lý, cái cách sống để mình được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà đâu, bây giờ nếu mà mình muốn qua, mình phải đọc cái kinh đó. Đọc để biết Phật dạy gì trong đó. Quý vị đọc kinh thập thiện, quý vị tụng kinh thập thiện, quý vị vô Google, quý vị bấm kinh Phật dạy sự Phật kiết hung. Ngài A Nan hỏi Phật, tại sao có những người làm lành mà thường hay gặp những tai nạn, còn những người làm xấu thì luôn gặp hên. Thì Phật giảng trong đó cho mình nghe đạo lý của nhân quả như thế nào. Cho nên chữ ban đây là gì? Là cống hiến cho mình phương pháp. Như vậy chữ độ trong nhà Phật là gì? Chữ độ không có cái nghĩa là búng cái mình hết tội, búng cái mình được vui. Chữ độ là gì nè? Dắt dìu mình từ bên này qua bên này là độ. Thí dụ mình đang ở bên này là bờ khổ nè. Phật ơi, Phật độ con. Phật nó đưa tay để ta dắt cho. Dắt từ về đi xuống cầu thang yếu quá. Con đỡ bác xuống con. Xuống tới dưới cảm ơn con độ bác nha. Đó, cái đứa trẻ đó nó độ bà cụ từ cầu thang đi xuống tới đất an toàn. Chữ độ là dẫn dắt dìu quá từ bờ bên này qua bên kia. Nhưng mà lâu nay mình đâu nghĩ chữ độ kiểu đó đâu. Mình nghĩ độ là Phật ôm ấp mình, Phật bao che mình,
Đúng không? Thí dụ như mình tai nạn vậy, cái Phật bốc mình ra, Phật để ở đây cho hai chiếc xe đụng cái rầm, còn mình ngồi ngoài kia mình an toàn. Mình nghĩ Phật độ kiểu đó đó. Đúng không? Rồi đi làm ăn mà mình làm ăn không đúng, cái tự nhiên Phật che mắt mấy người đó trơn, qua hải quan trọt lót vậy. Mình nghĩ Phật độ kiểu vậy đó, nhưng mà không phải. Cái chữ độ nghĩa là dẫn dắt mình từ bên này qua bên kia. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nè, Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì chữ độ đó là gì? Khi hiểu được thì qua được tất cả mọi khổ ách. Cho nên chữ độ dịch là qua khỏi khổ ách. Anh hiểu được nó là anh qua được khổ. Anh không hiểu thì anh cứ lần quần trong đó, anh khổ vậy đó. Anh vẫn sống với ngũ uẩn, nhưng giờ ngũ uẩn không làm khổ anh nữa. Không làm khổ anh nữa. Anh hiểu được nó, sự kết hợp của nó, sự nhân duyên và tan biến của nó, cho nên anh không khổ. Không khổ là độ. Nghĩa khi mình hiểu được rồi, mình không, là không có còn bị vướng nó nữa. Dễ thôi. Cho nên cái chữ độ đó đừng có hiểu nghĩa là Phật ban cái gì. Ban ở đây là Phật cho đạo lý sống. Còn độ ở đây là dắt mình từ bờ mê sang bến giác, từ chỗ khổ đau sang đến. Ở đây có ai đọc kinh Địa Tạng không? Có cái người đó đi lạc trong cái đường á, có một vị thiện tri thức nắm tay người đó dẫn ra khỏi con đường đó. Và khi dẫn ra khỏi rồi còn dặn nghe, nhớ dặn người khác đừng vào con đường hiểm nạn này nữa. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 đó. Vậy thì dắt cái tay cái người đó đó là độ đó. Độ cho họ ra cái khỏi cái cõi đó đó. Trong này có một câu hỏi về vấn đề xuất gia. Thì các vị nào muốn xuất gia đều được khuyến khích. Tuy nhiên có những cái căn bản, thí dụ hiện tại hoàn cảnh của mình là như thế nào, rồi cho nên mình cần phải tìm đến một vị thầy mà mình có được cái tâm hướng về vị đó. Mình nên gặp cái vị đó và trình bày cái tâm nguyện của mình. Vị đó sẽ hỏi về hoàn cảnh của mình và từ đó sẽ dắt dìu mình trên con đường xuất gia. Có thể sau khi nghe xong hoàn cảnh của mình, vị đó có thể khuyên mình thôi, chưa xuất gia được đâu. Bây giờ cô hay anh hay chị chú gì đó nên thực tập thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Tại vì hoàn cảnh chưa cho phép, thì nếu như không không khéo thì vô chùa thân xuất gia mà tâm không xuất gia, cái này còn nguy. Thà là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Còn nếu mình giỏi nữa thì thân tâm đều xuất gia. Còn nếu mình bê bết nữa là thân tâm không xuất gia. Cho nên không có thể có một câu trả lời chung được. Nhưng mà mỗi vị nào có cái tâm nguyện muốn tu thì nên gặp vị thầy. Có thể vị thầy đó không phải là thầy thế độ cho mình đâu, nhưng thầy đó sẽ là cái người thầy khai mở cho mình, nhắc chỉ dẫn cho mình một con đường đi, để mình đi như thế nào để cho nó hợp với mình. Ví dụ một người nữ đến gặp một vị thầy, có thể vị thầy đó không tiếp nhận, nhưng mà vị thầy đó biết có một vị ni sư, một sư bà nào đó có cái đạo đức hướng dẫn chỉ về đó, con về đó xuất gia với vị ni đó để con được hướng dẫn. Đại ý là vậy. Có một câu hỏi kế. Trong cái lời hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, trong đó có câu hữu tình vô tình giai cộng thành Phật đạo, vậy vô tình có thành Phật được không? Cái chữ vô tình hữu tình này mình hiểu như thế này. Hữu tình là để chỉ cho con người chúng ta, những người sống có tình thức, có tình cảm, biết vui biết buồn, biết đẹp biết xấu, biết thương biết ghét, đây là những người hữu tình. Còn vô tình nó có hai trường hợp. Một là có thể một sự việc ai đó đối với mình quá là vô tình. Nhưng nếu chúng ta là người hữu tình
chúng ta sẽ cảm hóa được người vô tình. Vô tình còn có nghĩa là vật chất đây. Phải qua ví dụ nè. Cái bình hoa này tự một mình nó đẹp được không? Cái bàn này tự mình nó ra đây nó ngồi được không? Tấm khăn bàn này tự mình nó phủ lên đây được không? Như vậy thì bây giờ quý vị nhìn thấy nó tươm tất, nó đẹp không? Vậy thì cái khăn bàn là vô tình, cái bàn là vô tình, bình hoa này vô tình. Nhưng mà làm sao nó ra được đây? Bởi những bàn tay của những người hữu tình. Như vậy cuộc sống này có những sự việc nó đến với mình rất đau lòng, vì người ta không có tình cảm, vì người ta đối với mình vậy. Nhưng nếu mình đối ngược lại thì mình double vô tình. Người Phật tử luôn luôn sống bằng cái tình, tình đạo, tình người, tình của một cái người tu tập. Cho nên mình là giác hữu tình, một hữu tình nhưng không vô tình, mà là giác hữu tình. Đem cái một cái hữu tình mà giác ngộ, rồi đem giác ngộ giác cho người khác. Mình là một hữu tình giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ này giác ngộ cho một người khác hữu tình. Cái định nghĩa đó là định nghĩa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát có hai nghĩa. Một là hữu tình giác, hai là giác hữu tình. Một con người bình, một người có hữu tình mà giác ngộ nhưng không an hưởng cái đó, đem cái đó giác ngộ cho người khác. Quý vị hiểu anh nói không? Đây nè, cái chuông này nó méo vậy nè. Bây giờ một cái người hữu tình đi ngang thấy cái vật vô tình nó nằm vậy nè, đều thành Phật đạo. Người ta nhìn cái chuông giờ nó tươm tất, nó ngay ngắn, có phải không? Như vậy thì cái câu đó tụng nó đâu có trở thành ra chỉ là chữ nghĩa nữa, mà nó ở trong cái sự tu tập của chúng ta. Một cái câu chuyện gây gỗ nó xảy đến do đâu? Do chúng ta không thắng được cơn giận của mình, và mình đã để cho cơn giận nó lên ngôi, cho nên hai bên bắt đầu có những xích mích. Rồi bây giờ một người kia tỉnh thức hơn, ủa tại sao mình lại để sự việc nó như vậy, bắt đầu hạ giọng xuống. Thôi bây giờ nãy giờ mình gây hoài không đi tới đâu hết, mình có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Thì tự nhiên từ một cái cơn sóng nó đi xuống thì nó điều chỉnh lại, thì tự động mình sẽ cảm cái người kia liền. Và thậm chí cái người kia nói bây giờ tôi không muốn nói gì nữa hết, người đó có thể bỏ ra đi, nhưng câu chuyện nó sẽ dừng ngay đó, và nó không làm cho câu chuyện tệ hơn bởi cái giận của mình lên ngôi cùng với người đó. Quý vị hiểu ý được chỗ đó không? Cho nên cuộc sống này rất nhiều thứ vô tình sẽ đến với mình, từ con người cho đến vật chất. Nhưng cái quan trọng là chúng ta là những người sống có hữu tình, chúng ta biết cảm, biết điều phục, biết cảm hóa nó bằng cái tâm thức, bằng cái tâm niệm của mình. Cho nên hữu tình, vô tình đều thành Phật đạo. Chứ Phật đạo ở đây là gì? Đều trọn vẹn cái bổn phận, cái vai trò, cái trong sáng của nó. Bổn phận của người con bây giờ cũng đã trọn, bổn phận của người mẹ cũng đã trọn. Cho nên trong này cũng có một câu mới vừa thoáng thấy nè. Bây giờ mình cha mẹ lớn tuổi rồi, mình không nuôi được cha mẹ là tại vì cha mẹ yếu quá, mà bây giờ mình phải đi làm. Mình phải đi làm thì bây giờ buộc lòng phải đưa cha mẹ vô viện dưỡng lão. Nhưng mà thưa đại chúng, viện dưỡng lão ở đây không phải là một cái trại tị nạn từ thiện, mà là một cái cơ quan chăm sóc người già được sự quy định của chính phủ, chăm sóc đến mức, chứ không phải là một sự bạc đãi. Hai cái nó khác. Không phải là bạc đãi mà cũng không phải là chỗ từ thiện. Mình tới đó rồi mình dùng vô đó, rồi người ta cho ba mẹ mình ăn cái gì ăn, không phải. Mà được một sự chăm sóc kỹ lưỡng theo bệnh tình của cha mẹ. Cái đó không phải là mình bất hiếu. Hiếu không phải là mình để ở nhà rồi mình na mình kè mới gọi là hiếu. Mình không biết cách, mình làm cha mẹ còn đau hơn. Mà hơn nữa hoàn cảnh mình không có, chứ không phải là mình không muốn. Thành thử đại chúng nên cái câu dựa theo câu hỏi này là mình không muốn, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh,
cha mẹ yếu quá và mình cũng không có khả năng từ thời giờ cho đến sức khỏe để mà lo, kinh nghiệm để mà lo, thì mình có đưa cha mẹ vào đó cũng không gọi là bất hiếu, mà mình biết cách báo hiếu đúng theo cái quy định. Nhiều khi mình hiểu lầm, mình nghĩ là phải để ở nhà như vậy mới đúng, nhưng mà chưa chắc cuộc sống nó đã là như vậy. Cho nên có những cái mình nói không có nghĩa là mình sai, mà mình biết cách nói. Cho nên người ta hay nói người biết hết phải không, sẽ không nói hết những gì mình biết. Nghe câu đó chưa? Người biết hết sẽ không nói những gì mình biết hết, mà chỉ nói những gì người khác cần biết thôi. Tại vì có những cái mình đâu có cần thiết. Vì cái trường hợp đó đúng như lời Phật nè. Một hôm Phật ngồi với các thầy, thì Phật mới lấy cái ngón tay của Phật, Phật vào ở dưới đất. Thì Phật hỏi các thầy là đất trong móng tay tôi và đất ở trong đại địa này cái nào nhiều? Thì các vị mới nói dạ, đất trong móng tay của Phật rất ít so với đất trong đại địa này. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Những gì mà tôi nói với các thầy giống như là đất ở trong móng tay vậy. Còn những gì tôi biết á thì nó cũng giống như đất ở trong đại địa này. Một hôm khác Phật cũng nắm một nắm lá lên. Lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thì các thầy phải trả lời là giá lá trong rừng nhiều. Những gì tôi biết như lá trong rừng, nhưng mà những gì tôi cần nói với các thầy như lá trong tay tôi thôi. Tại vì mình chỉ nói những gì người ta cần biết, cần nghe thôi chứ. Chứ bây giờ người ta không cần biết mình nói gì, nói chi, nó không cần thiết nữa. Thí dụ như trong khi mà chúng ta đang có dịch bệnh thì bắt đầu bao nhiêu bài thuyết trình nói về dịch bệnh. Bây giờ dịch bệnh qua rồi thì chuyện đó nó trở thành ra bài nghiên cứu, chứ không cần đem ra mổ xẻ bàn luận gì nữa hết. Và có thể trong tương lai có một chuyện biến cố dịch bệnh nào xảy ra thì chừng đó lại bàn thảo một cái chuyện khác. Cho nên trong thế gian này có những việc chúng ta làm không phải là chúng ta cố tình, nhưng ở trong cái hoàn cảnh tùy thuận chúng ta làm. Quý vị thấy mình đi đường là lái xe từ phố mà lên đây nè, chắc gì mình không có sát sinh không? Chắc gì mình không sát sinh không? Rồi trong quá trình mỗi ngày mình ăn uống mình sống nè, chắc gì mình không có lỗi dưới này kia không? Lỗi vô tình thì rất nhiều, nhưng cố gắng chúng ta chỉ không làm những cái lỗi cố ý thôi. Còn có cái lỗi vô tình là khó tránh. Vì sao? Vì cuộc sống này, cuộc đời này nó chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Mà nếu chúng ta bắt cái gì cũng tuyệt đối chắc không dám làm gì hết. Vì mỗi gì nhất cái gì cũng lỗi hết mà. Cho nên nhận nó là cái tương đối thôi. Ở đây hỏi một người Phật tử chụp hình với các thầy sao cho nó đúng. Là làm sao? Chụp đẹp là đúng chứ gì nữa. Chụp đẹp là đúng. Nhưng mà đúng làm sao? Thứ nhất, mình đến chụp hình với các vị xuất gia, nếu mà mình đẹp nhất là mình đứng trang nghiêm. Một là mình chắp tay, hai là mình cung thủ, hay mình đứng sau đó mà tránh cái sự đụng chạm, nhất là mình không có câu tay. Thật sự lúc đó hoàn toàn mình không có ý xấu, tâm quý vị không có xấu. Lúc đó tâm mình rất là thuần khiết và thanh tịnh và rất là đầy yêu thương đối với một người thầy mà mình quý mến. Nhưng tấm hình đó chỉ có những ai đứng đó mới biết thôi. Sau khi nó được lên mạng rồi thì ai biết nó là lúc đó tâm tình nó ra làm sao nữa, và hoàn cảnh nó ra sao nữa. Hiểu không? Thì lúc đó cái vị mình thương quý gặp nạn. Gặp nạn là do mình vô tình. Cho nên để bảo đảm cho vị thầy mình kính trọng không bị ảnh hưởng những lời mà nó không cần thiết, chúng ta nên giữ cái phong cách khi chúng ta đứng với quý thầy, quý sư cô chụp hình.
Nhiều khi nam với nam còn coi được. Thí dụ một vị nam lại bắt tay thầy, câu tay thầy chụp hình coi còn được. Chứ nếu một người nữ thì nhìn nó hơi kỳ. Mà thật sự lúc đó hoàn toàn cái không gian lúc đó ai cũng thấy được hết, không ai nói gì hết. Nhưng mà cái hình đó khi nó đã trở thành một bức hình vô hình rồi đó, vô tình rồi đó, thì người hữu tình sẽ ngó nó. Nhưng mà giờ ta đâu có biến nó từ vô tình thành hữu tình đâu. Người ta hữu tình hữu ý, và bức hình này sẽ trở thành ra một cái bức hình không dễ thương. Quý vị hiểu ý không? Điều thứ hai, khi quý thầy vào những bữa cơm, đừng livestream quay phim, đừng chụp hình. Tại vì người có trang nghiêm cỡ nào nhưng mà lúc ăn thì phải thô thôi. Không lẽ ngậm miệng rét nhét vô, ăn là phải há miệng. Mà vừa há cái bị chụp, vừa há miệng là bị chụp, mà quăng lên trên mạng một cái há. Chuyện gì? What's going on? Khổ không? Cho nên để giữ những bức, những cái hình ảnh nó tôn nghiêm. Thưa đại chúng, ở những ngôi chùa người Đài Loan, ở những ngôi chùa Đài Loan tuyệt đối không được chụp hình. Ai mà cầm cái máy chụp hình vô là người ta lập tức có người tới là kiểm duyệt mình liền, và thậm chí nhắc nhở mình. Người ta không cho chụp hình trong chánh điện. Còn ở bên Tích Lan á, ở bên Tích Lan á, là tuyệt đối không được quay lưng lại với tượng Phật. Nếu muốn chụp hình là đứng mé mé vậy nè, đứng mé mé thôi, không có được đứng giữa mà quay cả cái lưng mình vào chánh điện, vào tượng Phật. Thành ra người ta có những cái nguyên tắc để người ta nói lên cái gì? Cái sự cung kính. Cung kính không phải lúc nào cũng chụp, ăn cũng chụp. Mà thưa đại chúng, bây giờ hình ảnh trên mạng họ rất là đa dạng, và tâm tư người xem nó cũng rất đa dạng. Khi thương trái ấu nó cũng tròn, mà tới hồi không thương rồi thì cái trái bồ hòn nó cũng nát, không có méo nữa. Cho nên mình phải cẩn thận, không chụp hình quay phim trong lúc chư tăng đang dùng cơm. Những cái hình đó mà nếu như lỡ có chụp, lỡ quý vị chụp trong bất cứ hình ảnh sinh hoạt nào, dù đang đi, đang nói, đang làm gì, trước khi bỏ lên trên Facebook, làm ơn, làm phước. Em năn nỉ luôn á, năn nỉ giùm á, coi mấy cái hình đó cho kỹ. Trời ơi, chụp vô tội vạ, và quăng lên cũng vô tội vạ. Chụp 300 tấm bỏ đủ 300 tấm. Nhiều khi ông thầy ông đang, bà quý vị nhìn cái máy chụp hình đó, một người đứng chụp mà năm cái máy đứng đó, ông biết ngó ở đâu không? Ông thầy ngó bên này, thầy ngó bên này, cái méo bên này. Thành thử rốt cuộc rồi cái hình nó ra nó không có trang nghiêm. Cho nên đại chúng chụp hình thì kỷ niệm là tốt, nhưng mình phải nên chánh niệm những cái kỷ niệm đó. Làm việc gì chúng ta đều có tâm tốt hết á, chúng ta đều đem cái hữu tình chúng ta ra cả. Nhưng một tấm hình là vô tình, thì hãy đem cái hữu tình của mình vào trong mỗi tấm hình đó, để tấm hình đó được chỉnh chu. Đem lên mình, để lên mà người ta nhìn, người ta để sự trang nghiêm kính trọng. Vậy có phải là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo không? Mình chụp hình mình hoan hỷ rồi, người xem cũng hoan hỷ, và không có lời để mà gọi là gì, xỉa sói. À, hay quá. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cảm ơn câu hỏi đó. Tức là mình nên nhớ, không phải riêng Pháp Hòa nói đây, không phải riêng cho bản thân, mà cho tất cả, tất cả những người xuất gia. Tại vì người xuất gia là có, không phải là mình giống như tài tử cine giữ hình ảnh, nhưng mà đó là hình ảnh tôn nghiêm. Pháp Hòa xin phép đại chúng, nhiều khi quý vị chụp mấy cái hình mà quý thầy đang lạy cũng vậy, đợi quý thầy mọp xuống hết rồi mình chụp cũng được. Thầy mới vừa vậy nè, ông mới vừa vậy chụp cái rắc, ổng đang làm gì vậy?
đó, bỏ lên mạng. Thì người ta nhìn, ta biết ông thầy cũng đang lại. Nhưng mà cái dáng đó đâu phải là cái dáng mình bỏ lên để khoe. Chụp 300 tấm bỏ dục lên hết đủ 300 tấm. Rồi cái lúc mà ông đứng dậy đó, cái y ông vướng cái bật gửi vậy nè, cũng chụp. Cho nên cái đó là cái chuyện mà Pháp Hòa cứ nhắc, đây không phải lần đầu. Đây không phải lần đầu mà nhắc. Mà đôi khi cứ lựa cái giờ ăn vô, cầm máy quay clip. Có nhiều thầy đâu có ăn. Ông nói thôi máy nó cứ rỉa vô đây hoài. Chứ quý vị thấy thầy nào mà ngồi yên bất động không ăn là biết rồi đó. Là do mấy cái máy chụp hình cứ đi rảo hoài, mấy thầy không dám ăn. Nhiều khi cắn cái gì nhăn nhó chu chỏ ra, nó rất là xấu. Mà không phải là cố tình ăn là phải vậy thôi. Cho nên cái dáng tướng đó không được. Vì vậy mà hồi xưa trong cái luật giới về cái mục mà ăn uống đó, về cái oai nghi ăn uống rất là kỹ. Vì vậy cho nên đó, thậm chí quý vị Pháp Hòa cũng nhắc, khi mình đem một cái bữa trai tăng lên quá đường, những cái món gì trong cái bữa trai tăng quý thầy đang đắp y ăn cơm đó, mình cũng phải cẩn thận những cái món đó. Ví dụ mình đem gỏi cuốn, bì cuốn lên, lấy cây kéo cắt hai, cắt ba nó ra. Tại vì cái buổi cơm đó quý thầy không có cầm tay ăn uống như vậy, gấp từng cái để vừa cái miệng ăn của mình. Cho nên mình cắt cái gỏi cuốn ra hai gói mà lớn vậy nè, để nguyên cục vậy, ông lại ông cầm như vậy. Rồi cái chụp hình lên nó ngon quá. Đó là mình không có để ý cái chuyện đó. Mình không để ý chuyện đó. Rau luộc mà rau rồi xào để nguyên cọng nè, xanh tươi vậy đó, ông cầm lên nha. Cho nên rốt cuộc tại sao trai tăng rồi bưng lên rồi bưng xuống? Tại vì đem lên đẹp hình tướng thôi chứ có ăn được gì đâu. Nói sao kỳ vậy, trai tăng rồi bưng lên bưng xuống không? Quý vị để ý mấy mâm cơm mà cao lương mỹ vị mà đẹp trưng bày đó, cuối cùng là bưng xuống hết. Là vì những cái cọng rau đó làm sao ăn? Cho nên đẹp thì cứ để vô đi, rồi làm ơn lấy cái dao nhỏ ra gì nè. Rồi đây nói cái chuyện cúng linh nữa. Ở đây không biết cúng linh có gấp thức ăn để vô chén không? Ở trong miền Nam là có vụ đó. Tới giờ cúng cái kêu gia chủ con cái lên nó gấp. Trời đất ơi, làm khứa cá mà lớn mà ổng cắt gì hết. Bưng nguyên nó ụp lên cái chén rồi. Mà nhiều khi đôn cơm đôn đầy lên. Có cái bữa đó có một con tôm, nó sắn hoài, sắn quỷ, sắn được. Cuối cùng lấy cái đã đi giựt cái đuôi ra. Nắm cái đuôi tôm giựt cái đi, để lên chén. Tới vừa bưng lên rớt cái đuôi bắt. Là bắt đầu thiên hạ xung quanh cười một trận lên. Vậy cái làm cái buổi lễ mất trang nghiêm. Có những cái rất tế nhị, rất nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Tế đó gọi là gì? Cái đó là tế hạnh. Hồi nãy chỉ là oai nghi thôi. Tế là cái vi tế. Cho nên thường thường người tu là 3000 oai nghi, 8 muôn cái tế hạnh. Cái đi cái đứng nó chỉ là cái tướng thô bên ngoài, nhưng còn những cái lặt vặt bên trong. Vì vậy cho nên mình làm một cái việc gì đó để giữ cái sự trang nghiêm là như vậy. Là như vậy. Nghi lễ, hễ có lễ là phải có nghi. Tổ chức lễ là phải có nghi. Ví dụ như mình cung thỉnh, nó là cung thỉnh thì có những cái nghi thức trong cái lễ cung thỉnh đó. Ta gọi là nghi lễ mà. Hễ tổ chức lễ là phải có nghi. Nghi là hình thức, lễ là cung kính. Lễ bái là cung kính. Vì cung kính cho nên chúng ta có hình thức nào đó. Má con hỏi là tính má con hay quên. Sáng má con niệm Phật nửa chừng thì bị quên, có sao không thầy? Thì bị quên thôi. Cái chuyện quên nhớ là chuyện bình thường. Thí dụ mình còn quên nè, mình cũng quên chứ không phải má mình quên không đâu. Nhưng mà học có lúc nhớ lúc quên. Cái này người ta gọi là gì? Hốt giác hốt mê. Thấy không? Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi.
Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn đạo bất, rồi mình đại tiêu chi. Người thượng sĩ mà nghe đạo, nghe đâu làm đó. Còn người trung sĩ mà nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên, nhược tồn nhược vong. Đó là mình đó, đứa còn trẻ mình còn vậy thì huống chi lớn lớn tuổi một chút, mình bị một cái sức khỏe của người lớn tuổi, cho nên không sao. Quên, nhớ lại tiếp tục niệm. Giống như các vị mà tu niệm Phật mà đến miên mật, ai hỏi gì các vị nói, vừa dứt câu trả lời các vị tiếp tục niệm Phật. Nghĩa là niệm niệm tương tục, cần nói chuyện các vị sẽ nói, nhưng mà dứt câu chuyện trở về với sự niệm Phật. Thì mình cũng vậy. Thí dụ mình đang quên, hôm qua Pháp Hòa ví dụ mình lỡ mình ăn chay ngày đó mà mình quên, thì sáng rằm mình quên, ăn sáng bằng một cái thức ăn mặn rồi, nhớ trực lại, ngay giây phút mình nhớ trực bắt đầu ăn chay. Mình tu mình quên thôi mà, nhưng mà hễ khi nào mình nhớ giây phút đó lập tức tu trở lại. Cho nên Pháp Hòa mới làm cái bài kệ để nhắc đó. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Hễ mình tỉnh phút nào mình tu liền phút đó. Cho hồi đó trong một cái thời ngủ đêm, các vị không cho mình ngủ thẳng giấc, đầu hôm vô ngủ chừng 2 tiếng thôi là bắt đầu có chuông báo, báo thức. Chuông báo xong cái mình nghe chuông báo cái mình ngồi dậy. Mình ngồi dậy mình niệm Phật, mình quán chút xíu rồi hết bài kệ đó nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ xong chừng tiếng 2 tiếng đánh chuông ngồi dậy tiếp. Một đêm mà từng canh từng canh từng giờ. Tại sao? Vì các vị đó, các tổ, các thầy của mình không muốn mình bị đắm chìm trong giấc ngủ, mà ngủ nhưng mà phải được thức tỉnh. Còn một giấc ngủ mê từ cái thức cho đến cái con người mình nó nằm nó mê man, thể xác mình mê man và tâm thức mình đắm chìm, cho nên cái giây phút đó chư tổ gọi là thùy miên. Thùy miên là gì? Thùy miên là một giấc ngủ mê cả thân và thức. Cái thân mình ngủ quơ tay quơ chân, đó là mê của thân. Và lúc đó ai nói gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không biết, mê của tình thức. Cho nên các tổ dùng cái từ rất hay ha, thùy miên thủy ngộ. Ngay cái giây phút mình đắm chìm mà vừa tỉnh dậy, vừa thức dậy sau một giấc mê man, cho nên mình mới có khúc thủy du đó. Mình đi mà đi trong mộng mơ, đi trong mê mộng. Còn mình là thủy miên chứ không có du. Còn nếu mà tệ nữa, mộng du, ngủ mà ngủ rồi xong đứng dậy đi nói vậy đó. Cơ hội làm việc đến thường xuyên với con, khó từ chối vì làm thì có tiền nuôi gia đình, khó từ chối vì làm thì giúp cho bạn bè người thân biết kiệm tiền, kiểm soát được giá tiền mà bạn bè người thân trả cho contractor. Khó từ chối vì không muốn rảnh rỗi, vậy có phải tham không thầy? Dạ, cái này không phải là tham, mà mình làm đúng cái vai trò và công việc của mình. Nếu mình cần tiền để lo cho gia đình, nhưng đồng thời mình cũng đem cái tâm mình vào trong cái công việc đó để giúp cho người khác giảm đi được những cái tiền chi phí không cần thiết, cái này chẳng những không tham mà nó còn gọi là gì? Đạo đức nghề nghiệp. Mình làm một contractor mà mình còn biết tiết kiệm cho người, là người chủ của mình hay người thân của mình khi người ta nhờ mình, thì cái này là mình làm đúng cái vai trò của mình. Nhưng mà ở tham là nếu như trường hợp á, mình có đủ việc làm cuộc sống rồi và mình cũng cần thêm một khoảng thời gian dành cho gia đình, nhưng mình không có dành cho gia đình mà mình thấy cái tiền nó, cái lợi nhuận nó nhiều hơn rồi mình đánh mất cái thời gian với con cái đó, thì cái lỗ lã của mình là cái chỗ này. Cái mình bắt đầu đủ rồi, nhưng mà mình, nếu mà mình vì ham thêm mà để mình không có thời gian với người thân, nhất là các con của mình, thì cái khổ, tức là cái tương lai mình không có thời giờ với nó, thì chừng đó mình hối hận.
Cái này không phải là tội, nhưng mà một sự nhắc mình để chúng ta đừng bị lôi cuốn. Vì có tiền thật là nhiều, rất tốt ở cái mặt vật chất, nhưng bù lại thì chúng ta không có thời gian cho người thân, cho con cái. Cho nên á, cái gì mình làm mà mình vượt đi cái khả năng và cái khả năng và cái thời gian của mình, cái này nó có thể đi vào cái lỗi là tham, hoặc là sao, hoặc là mình không có dụng đủ cái mình cần, mà mình đi theo cái mình muốn nhiều quá, mà cái mình cần là đã đủ. Còn nếu mình như trường hợp của đạo hữu đây, thì mình làm đúng vai trò, đúng bổn phận của mình, vừa có tiền cho gia đình mà vừa giúp được người thân. Nhưng đừng để nó níu ở một cái hoàn cảnh khác nữa, thì mình đi xa hơn nữa thì mình sẽ mất thời gian với người thân thì có cái lỗi, chứ không có tội gì. Nhưng mà mình nhớ là hãy mình chuộng vào cái nhân nào thì bên cạnh nó cũng có những cái quả nó tương đồng như vậy. Thưa Thầy, con làm gì để bỏ đi, để bỏ đi con người xấu của mình và tha thứ cho chính những lỗi lầm của mình đã gây ra? Cái điều này nó rất là bình, nó rất là quan trọng trong cuộc sống theo lời của Phật dạy. Vậy Đức Phật dạy trong kinh á, trên đời này có hai dạng người quý. Một là người không tạo tội, hai là người tạo lỗi rồi mà biết ăn năn. Cho nên ở đây mình ăn năn, hối hận việc sai lầm của mình là tốt, nhưng đừng dừng ở cái đó. Nếu chỉ tối ngày buồn rầu những cái việc mình đã làm mà không có cố gắng để làm gì tích cực hơn để bù đắp lại những cái lỗi lầm xưa kia của mình, thì mình sống tiêu cực. Thì Phật giáo không có hướng dẫn mình cái này, mà giúp cho mình đi xa hơn. Qua cái bài kinh sám hối bữa hôm Phó Hòa đọc cho đại chúng nghe đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám đó, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu đó. Con người của mình ngày xưa là mình cũng hai bàn tay này mình làm lỗi, thì ngày nay hai bàn tay này mình làm việc thiện tích cực lại. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, rất là rõ, quý vị đọc lại trong kinh Pháp Cú có những câu cú mà nhắc về cái việc này. Như nhiều cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự. Cho nên đừng để cho, nếu chúng ta chỉ hối hận mà rồi hối hận này nó trở thành ra một cái bế tắc, một cái trì trệ, thì Đức Phật dạy cái đây là cái chướng ngại của mình. Nó nằm trong ngũ cái, gọi là ngũ năm cái điều chướng ngại của mình, trong đó có hối hận. Thì người ta mới đặt câu hỏi, ủa hối hận là một tâm thiện tốt mà tại sao lại là không tốt? Vì anh chỉ biết hối hận mà không làm gì khác hơn. Thì rồi cái hối hận này nó cứ dằn vặt trong tâm can mình, có thể một ngày nào đó mình chịu không nổi nữa, mình sẽ đi đến một con đường kết liễu. Vì mình thấy mình mặc cảm, mình tội lỗi, mình sống dư thừa, mình sống không có tích cực, không làm lợi ích cho ai. Mình bị bao nhiêu cái khổ đau của quá khứ, tội lỗi của quá khứ, nó là một cái, nó giam hãm mình, và từ đó mình đi đến cái cõi kết liễu mà không có làm gì hơn được. Và thường thường người xưa có câu gì? Lấy công chuộc tội. Bây giờ lỗi của mình thì còn đó, đâu có cần làm gì. Ngay giây phút mình tỉnh, kể từ cái giây phút tỉnh, đổ về trước này không làm nữa, nhưng mà tất cả những gì đổ về sau cố gắng bồi đắp tu sửa nó. Cũng giống như mình lỡ làm hư cái món đó, thôi gừng đi, đừng tiếp tục nữa, làm nữa nó sẽ hư. Bây giờ ngưng lại đi, chú tâm dùng thời giờ lo sửa những cái nó đã hư này. Cho Đức Phật dạy trong kinh, thấy không? Đức Phật dạy vậy nè, trên đời này á, rất là quý với những người, một, biết xây dựng những gì đã chưa xây, biết chùi rửa những gì đã vơ bẩn, biết tu chỉnh những gì đã hư mục. Trong tình cảm cũng vậy, gia đình, một cái gia đình hạnh sống ra, làm gì mà không có những cái lâu năm rồi bắt đầu nó trở thành ra những cái hời hợt. Nhưng nếu chúng ta biết làm mới lại mọi thứ thì mọi thứ nó sẽ là từ đó nó đi lên. Cho nên gần đây chúng ta có một danh từ rất mới để dùng cho hai chữ sám hối, đó là làm mới. Cho nên mình phải có tinh thần làm mới.
làm mới tự thân, làm mới tự tâm, làm mới gia đình, làm mới hoàn cảnh. Thậm chí giáo pháp, giáo lý của nhà Phật chúng ta cũng sẽ làm mới trở lại. Làm mới để làm gì? Để phù hợp với thế đại, thế hệ, thời đại bây giờ. Ví dụ như bây giờ con cháu mình không biết tiếng Anh nhiều, cho nên chùa nếu được sắm những cái headphone, rồi tìm người thông dịch tiếng Anh. Mỗi chủ nhật thầy giảng pháp phát cái headphone đó ra cho mấy đứa nhỏ con mình nó nghe, rồi vị Phật tử đó sẽ dịch tiếng Anh. Ít nhiều gì chúng ta cũng truyền đạt, để cho cái người hành giả, người ta vào dự đó, người ta không cảm thấy chán, mà người ta không cảm thấy người ta đến đây người ta không học được gì, do chúng ta biết làm mới Phật pháp trở lại. Quý vị biết cái bài mà Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa không? Đại Hùng Từ Phụng Thích Ca đó. Cái bài đó đó, nguyên thủy nó không phải như vậy. Bài đó được viết ra cho những thanh niên phụng sự tụng vào năm 1963, 64, 65. Vì tới lúc đó những tinh thần phụng sự cần có mặt, cho nên những lời lẽ trong đó đầy những tinh thần phụng sự. Nhưng bây giờ bài đó được làm mới trở lại để nó phù hợp với hoàn cảnh tu tập bây giờ. Bài thứ hai, quý vị có biết cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê đó. Cái bài cũ mình tụng mấy chục năm trong quyển nghi thức tụng niệm á. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ngày nay bài đó được tác giả làm mới trở lại với một văn bản ngắn hơn và đi thẳng vào cuộc sự tu tập hơn. Hồi đó là trong cái bài là nhớ lời Ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, vân vân. Bài đó bây giờ được làm mới lại, ngắn lại nhưng mà rất thiết thực. Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Nó đi thẳng vào cái cuộc sống và tu tập cho chúng ta. Cho nên đó là một ví dụ của những bài sám mà Pháp Hòa dùng cái từ là làm mới đó. Nghĩa là không có phải là mình cải đổi gì hết, nhưng mà chúng ta có thể làm gọn lại một cái văn bản để nó phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Mà mục đích của Phật giáo là cảm hóa chúng sanh. Chúng sanh họ đang nói ngôn ngữ nào, cách sống như thế nào, mình tùy thuận cái đó mình nói. Mà cái đó là tinh thần tiếp nhận của nhà Phật từ khi đạo Phật du nhập vào tất cả các quốc gia. Và quý vị sẽ thấy rằng quốc gia nào có văn hóa nào, đạo Phật tiếp nhận văn hóa đó. Thí dụ như Phật giáo vào Thái Lan thì quý vị sẽ thấy chuyện đầu tiên là Phật của Thái Lan nhìn giống như người Thái Lan, eo óc đầy đủ hết, phải không? Và trên đầu một cái mão đội. Nhưng mà hễ mà Phật của Trung Quốc và Đài Loan nhìn rất là Trung Quốc và Đài Loan, tại vì người Hoa quan niệm Phật phải tròn trĩnh, mặt phải đầy đặn và là phúc hậu. Cho nên Phật Việt Nam mignon, ốm ốm mới đẹp, và Phật Việt Nam phải gọn gọn lại. Rồi Phật của người Hoa đổ tay phải dài, cổ phải có ba ngấn. Ba ngấn đó là tượng trưng cho nhân hậu. Cho nên mà ngược lại đi qua Phật của Indo, Phật của Ấn Độ, tướng trượng phu, vai phải ngang, môi phải dày. Cho nên qua mấy chỗ đó tượng Phật môi dày lắm, tướng ngồi to lắm. Đó là tướng trượng phu của họ, của người Ấn Độ, của người Indo. Mới nói tượng Phật thôi, chưa nói ăn mặc, chưa nói những cái văn hóa riêng. Đó là đạo Phật đi vào mỗi quốc gia tiếp nhận. Đạo Phật đi vào Việt Nam tiếp nhận văn hóa Việt Nam. Để tang là văn hóa của Việt Nam chứ không phải của Phật giáo. Cúng cơm, cúng dỗ ông bà là văn hóa của người Việt. Vì văn hóa của người Việt là tôn kính cha mẹ. Cha mẹ sống thì phụng dưỡng, cha mẹ chết thì phụng thờ.
Cha mẹ sống thì làm theo lời cha mẹ dạy. Cha mẹ chết, cha mẹ sống thì làm theo lời cha mẹ dạy. Cha mẹ sống chết rồi thì làm theo cái chí nguyện của cha mẹ. Cho nên người văn hóa người Việt Nam hiếu thảo là như vậy. Và đạo Phật, Đức Phật cũng dạy đạo hiếu. Cho nên khi vào đạo Phật, khi Phật giáo vào Việt Nam, tiếp nhận được tất cả những văn hóa đó, nhưng mà mình thổi vào đó, thêm thắt vào đó những cái ý nghĩa của Phật pháp, để làm cho cái lễ đó càng sáng đẹp lên, càng sáng đẹp lên. Quý vị thấy không, ăn chay ngày nay rất đa dạng, phong phú. Đó là chúng ta biết biến chế, biết tạo tác để làm cho người ăn không bị ngán và có thể ăn chay được một cách dễ dàng. Ăn thôi mà như vậy thì huống chi thức ăn của tâm. Thức ăn thân là như thế, thì như thức ăn tâm cũng phải thế, cũng phải đa dạng để có thể cung ứng. Cho nên Phật giáo có ngũ minh, thanh minh nè, rồi gì nữa, nội minh nè, ngoại minh nè, công xảo minh nè, y phương minh nè. Đó là năm cái phương pháp mà Phật giáo truyền đạt đó. Nếu một thầy cô nào biết được thuốc bắt mạch, châm cứu cho to thuốc, cái đó là y phương minh. Cho nên các chùa ngày xưa có cái phòng tuệ tĩnh đường, mở phòng khám bệnh cho thuốc miễn phí. Tuệ tĩnh đường đưa Phật pháp vào con đường chữa bệnh qua thuốc men. Lấy kinh điển ra viết thành nhạc, viết thành nhạc để cho người ta hát những bài hát đó và người ta nắm được cái ý tứ tu tập. Cái đó là gì? Cái thanh minh, lấy con đường âm thanh để làm phương tiện độ sanh. Âm thanh. Rồi nghệ thuật tranh vẽ, bút pháp, thư pháp, đó là gì? Công xảo minh. Như vậy Phật giáo có ngũ minh. Thì đó là gì? Ở đây Pháp Hòa muốn nói làm mới. Các vị đừng có thấy mình tội lỗi, mình khổ đau rồi cứ trì trệ mình như vậy. Trước do vô minh mình sống vậy, giờ mình minh rồi mình phải sống khác. Cái đó là cái mục đích của đạo Phật. Đạo Phật không có chỉ cho mình chỉ biết khổ chấm hết rồi chịu đựng cái khổ. Anh biết khổ và anh phải tích cực làm gì để giải khổ. Đây là cách sống tích cực. Cho nên trong thập nhị nhân duyên á, vô minh duyên hành, do mình vô minh. Nhưng đâu thể để cho mình vô minh vậy mãi được. Học Phật để làm gì mà cứ mãi vô minh? Học Phật để minh. Cho nên đi theo cái chiều thuận á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, và nghịch nó lại, vô minh mình phải tu cho nó minh. Rồi mình trầm luân sanh tử, gọi là sanh lão bệnh tử, lão tử đó. Thì nhà Phật gọi bây giờ tu để làm gì? Để thị hiện. Sống chết là bình thường. Sống thì tôi thể hiện cuộc sống tích cực, chết tôi chết nhẹ nhàng. Tôi vẫn sống vẫn chết như bao người, nhưng không khổ nữa. Không khổ nữa. Hồi xưa khổ quá. Cho nên gọi là lão tử ưu bi. Bây giờ tôi lão tử mà không ưu bi, vì tôi chỉ thị hiện. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cái câu này gần đây Pháp Hòa đi giảng, Pháp Hòa hay gặp các anh chị hay gửi câu hỏi này lên. Con hối hận cho những gì con làm, mà bây giờ con chỉ muốn chết thôi. Chết không phải giải quyết. Và Pháp Hòa hay lấy cái câu của phim Tàu ra nói. Người mà quân tử ta nói vậy nè. Có những cái chết nhẹ như lông hồng, có những cái chết nặng như núi Thái. Chết mà chết xứng đáng thì nó nhẹ như lông hồng vậy đó, không? Rồi gì nữa phải không? Người nào có can đảm tự vẫn, tại sao mình không can đảm mình sống? Mình can đảm cho mình một mũi đạn, cho mình một cái chết, thì tại sao mình không can đảm mình sống? Và mình biết rằng mình chết, mình đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Bao nhiêu cái hệ lụy nó còn đó mà. Cho nên cái này là cái tinh thần sống tiêu cực. Và nếu như mình không khéo thì mình mãi mãi sống như vậy, hết kiếp này sang kiếp khác. Cho nên chúng ta có hai cái chết, nhớ không? Trong cái sám dược sư á, xin cho con ra khỏi biển hai chết và đặt lên trên bờ ba đức. Vậy biển hai chết là gì? Một, thế nào mình cũng sẽ nằm đơ ra mình chết. Cái chết này gọi là nhất kỳ sanh tử.
Trước sau cũng phải nằm đơ ra chết. Người đời người sẽ có một ngày chết như vậy. Nhưng khi chúng ta còn sống đây, chúng ta cần có một cái chết. Đó là gì? Đó là biến dịch sanh tử. Một con người xấu dở của ngày xưa chết rồi. Bây giờ một con người biết sống thiện, biết sống tích cực, biết đem cái thân, cái đầu óc này để phụng sự mà không có tiêu cực như ngày trước. Hồi xưa cũng cái bộ não đầu này, bộ óc này tạo ra bao nhiêu khổ đau cho người. Ngày nay cũng bộ óc này mà làm bao nhiêu cái thiện sự. Cho nên đại chúng nhớ cái chỗ đó. Thì trên người mình nó đủ thứ những khổ đau. Nhưng khi mình trút nó ra được rồi thì nó hết khổ. Ở đây có ai nhớ phim Tây Du Ký không? Thầy trò đường Ngài Huyền Trang uống nhầm một cái dòng sông rồi thầy ai cũng có bầu hết á. Nhớ không? Đàn ông cũng có bầu đó. Vậy thì cái bụng bầu đó là gì? Một cái bầu tâm sự, một cái chấp trước, một cái ôm ấp, cần uống một viên thuốc để trục thai. Hồi xưa mình mang cái thai đây là phàm thai, trục cái phàm thai ra để được hiển thánh. Cho nên trong cái bộ phim đó, cái đoạn đó đó, nó đi tới cái nước đó người nữ không, rồi người nào gái nào muốn có thai thì múc nước đó uống. Và cái nước đó là tượng trưng cho gì? Chấp trước ái nhiễm. Mà ra được cái nước đó rồi thì con người mình tự tại. Cho nên nước đó không có người nam, chỉ có người nữ thôi. Nhiều quá à. Thôi một câu nữa là mình nghĩ nha. Những câu nào còn thiếu có quà nợ đi. Please transcribe this morning talk in English when post on YouTube so we can share with my children. Hồi sáng này nghe cái vị Phật tử này nghe cái bài pháp hồi sáng nói về gánh á. người có nhiều gánh á, thì có lẽ là tâm đắc yêu cầu bài giảng này được dịch cho tiếng Anh. Rồi, giao việc này cho Từ Vân lo. Tại vì người Từ Vân đề nghị, thầy Từ Vân phải lo. Rồi bây giờ câu hỏi cuối. Nhờ thầy trả lời câu hỏi như sau. Người lương, quý vị hiểu chữ người lương không? Ở Việt Nam mình là người lương và đạo lương. Đạo lương là đạo gì biết không? Đạo lương là đạo ông bà. Tại vì người ta quan niệm là lương này là gì? Lương thiện. Tôi không đạo Phật, tôi không đạo Chúa, tôi không đạo gì, tôi đạo lương. Đạo lương là lương thiện á. Nói gọn gãy là tôi ăn hiền ở lành, tôi thờ phụng ông bà tôi. Đó, gọi là đạo lương. Câu hỏi là người lương, khi gia đình xin cầu bình an hoặc nhà có tang, thỉnh sư tăng về phúng niệm cầu siêu, người đã mất có cần phải quy y thì thầy mới chịu cúng và đồng lòng phụng niệm phù trợ không? Dạ thưa không. Tinh thần từ bi của đạo Phật, ai cần thì mình đến, mà không nhất thiết họ phải là member của mình. Quy y là member chứ nhỉ? Dạ không. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Nơi nào chúng sanh cần, chúng con đi. Chẳng này, chẳng nể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Đó là lời phát nguyện của một sứ giả Như Lai. Mà hai chữ từ bi không hề có phân biệt. Thì trường hợp như vậy đó, trường hợp đó chúng ta thể hiện lòng từ, nhưng mà nó là thuộc loại từ bi gì biết không? Trong ba loại từ bi, nó là thuộc loại từ bi thứ ba là vô duyên từ. Từ bi có ba cách. Từ bi có ba cách: chúng sanh từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Thế nào là chúng sanh từ bi? Nghĩa là từ bi thì phải có đối tượng để thể hiện lòng từ. Mà đối tượng của mình là con người, là chúng sanh. Thí dụ mình thấy con chó nó bị thương
thì giây phút đó con chó là gì? Chúng sanh từ bi. Chạy tới thấy con chó này bị người ta cán gãy chân, băng bó nó. Mình nhìn một chúng sanh khổ, biết cái khổ của họ là gì, thì lấy cái pháp để ra băng bó cho nó, gọi là pháp duyên từ bi. Mà không có hỏi con chó này của ai. Chết mồ, con chó hàng xóm, cái bà tôi mới gây lộn ngày hôm qua, cho nó chết luôn. Thì cái này không phải là vô duyên từ bi. Thể hiện lòng từ mà không cần biết nó là con của ai, nó quốc gia gì, nó nói tiếng gì. Khổ là mình giúp. Quý vị nhớ từ bi có ba cách không? Chúng sanh từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Vô duyên nghĩa là không cần phải đi tìm cái duyên gì với mình với họ, mà khổ thì có mặt thôi. Chúng sanh, chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ mà. Bây giờ một cái người ta đang té, ta cần mình giúp. Không lẽ nói bác má ai vậy? Tại trong này con có nhiều kẻ thù lắm. Đưa vào bác má nhỏ bạn con không ưa, con không giúp sao? Một người cần giúp đó là chúng sanh. Và biết được họ đang cần gì giúp để mình tìm phương pháp giúp họ là pháp duyên. Và không cần duyên cớ, không cần thân sơ, gọi là vô duyên từ bi. Vậy thì một người, một vị xuất gia, khi người ta đến cần mình, không cần biết. Ở bên Trúc Lâm á, 2-3 giờ sáng người ta cũng gọi vô chùa. Mà mình đâu có, họ đâu có cần phải là đệ tử của chùa đâu. Họ nghe người ta giới thiệu, hoặc là cái người làm ở trong bệnh viện đó, họ nói cái người con trong gia đình đó, tôi cần một người Phật giáo. Nhiều khi người Mỹ có, người Lào, người Hàn có, người Nhật có, gọi vô chùa quý thầy đều đi hết. Pháp Hòa luôn luôn dặn quý thầy không cần biết họ là ai, khi họ cần thì mình có mặt. Nhiều khi tụng xong thời kinh họ mất rồi, tôi cảm ơn nha, trong lúc gấp quá tôi không biết kiếm ai, tôi tìm được thầy. Nhưng mà chúng tôi gốc người Hoa, mình giới thiệu chùa Hoa cho người ta đi, chùa Đài Loan, chùa Hồng Kông gì đó, đâu có cần. Quan trọng là họ vẫn còn biết thương kính người thân, hiếu thảo cha mẹ qua một lễ nghi đám tang, mà không cần phải phân biệt, không phải gom về cho mình mới là đúng. Không cần, chỉ thấy một người đó họ còn thương cha mẹ họ trong mọi hình thức nào đó, trợ duyên cho người thân, là mình phải mở lòng thôi. Cho nên trong câu hỏi là khi mời quý thầy tới, có cần người mất có phải là member quy y không? Dạ không cần. Mà nhiều khi chính cái vô duyên từ bi đó lại là cái nhân duyên thù thắng để cảm hóa một người khác. Thôi mình hết giờ. Giờ câu hỏi nào chưa trả lời cho thiếu nha. 3 năm sau sẽ gặp lại. Hay muốn 16 năm sau để tiểu long nữ dưới cốc. Dạ xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được một cơ hội cuối cùng của ngày hôm nay, đó là được gặp và thăm quý vị cũng như sinh hoạt với quý vị buổi cuối cùng qua cái phần vấn đáp. Và nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Một lần nữa con cũng xin cảm niệm quý tôn đức tăng ni để yểm trợ cho chúng con trong buổi tối hôm nay. Và ngày mai sáng 5 giờ Pháp Hòa sẽ ra phi trường. Dạ em chưa có về nhà, em còn lang thang thêm một cuối tuần nữa. Chúc đại chúng an lạc, thảnh thơi.